anh thấy ông Hoàng ông bán cua cái bên thì anh thấy sao? À, cũng thường như vậy thì không được. Anh ấy là coi như là đạo đức giả đó. Dạ. Ngày đầu tiên đến mà nói là ủng hộ dì ba giúp đỡ, nhưng mà không ngờ qua ngày hôm sau lại ra cạnh tranh để mà cướp chén cơm của dì ba. Dạ. Đúng không? Dì ba đã già rồi, người ta đến đây mua là đâu phải người ta vì cái miếng ăn đâu, người ta chủ yếu là ủng hộ dì ba thôi, là chính. Như vậy bây giờ ảnh thực sự ảnh có khuyến mãi, ảnh có giảm giá cỡ nào người ta cũng không mua đâu. Chào các bạn, hôm nay thì chủ vợ cua không có ra bán gần dì ba nữa. Hôm nay thì chủ vợ cua và một số người thân của mình đã rút lui, tạm thời rút lui. Dì ba thì chưa ra nhưng mà khá là đông người tập trung ở đây để mua. Đây, rất là nhiều người đứng đợi sẵn. Hôm nay là chủ nhật nên các quán nước xung quanh của dì ba cũng rất là đông. Đây, người bán hàng phải liên tục lấy ghế cho khách. Đây, bên kia đường thì cũng rất là đông các bạn. Bên kia đường này mọi người cũng được đứng chờ sẵn. Đây. Xe cộ là bắt đầu có dấu hiệu là ùn ứ rồi, rất là đông, mặc dù gì ba thì chưa ra. Ngoài trời cũng hơi mưa nhẹ. Không khí khá là nhộn nhịp, sôi động. Nhiều người đi ô tô thì cũng ghé lại để hỏi mua cua các bạn. Đây. Và bắt đầu xuất hiện một số lực lượng chức năng rồi, tại vì khu vực quá đông. Đây các bạn, bây giờ công an phường. Vâng, xe cua vừa ra các bạn, xe cua vừa ra và ngay lập tức thì mọi người đã tập trung rất đông để mà mua cua. Anh nhanh ở quận mấy anh? Quận 10. À quận 10. À, anh mua cua đây mấy lần rồi anh? Mua cũng nhiều rồi. À. Từ lúc mà trước lúc người ta quay clip đầu tiên thì bà đã mua rồi, lúc đó thì bà còn ngồi bán có mười mấy ký bán lèo tèo. Dạ, là lúc đó anh đã mua rồi. Dạ, anh thấy cua ở đây sao anh? Nói chung là cua đâu cũng ngon á, nhưng mà chủ yếu là ủng hộ dì ba thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà nói chung như cua dì ba thì cũng chất lượng. Dạ. Anh có biết hôm qua có một cái người mà đến bán gần dì ba luôn không? À, anh thấy như nào về việc đó anh? Thấy nó không đáng. Dạ, vâng. Đúng không? Dạ. Hôm nay thì anh mua được mấy ký cua anh? Không biết nữa mà mua này là 3 con gặp, 1 con có. Hết nhiêu tiền anh? Cua thịt thì hết rồi. Dạ. Hôm nay hết nhiêu tiền anh? Cũng 7. Cũng hàng triệu. Dạ, còn triệu á. Dạ. Tại cua thịt hết rồi. Dạ. Hôm nay mua cua gạch hay? Dạ. Cua thịt hết rồi, tính mua cua gạch nữa, cua thịt nữa mà cua thịt thì hết rồi. Dạ, vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhé. Vâng, anh này mua 6 con cua gạch là hết mâm cua luôn các bạn. Anh ơi, nhiều em ăn
À, nhiều người đang nhờ anh này nhường lại cua, tại vì hết cua rồi. Vâng. Anh này đã nhường cho một chị gái một con và một bạn nữ một con. Tức là anh mua 6 con nhưng mà anh nhường lại 2 con thì còn 4 con. Anh này nhường tới 3 con lận các bạn, anh này chỉ mua 3 con thôi. Mọi người nhường cua cho nhau, một nghĩa cử rất là đẹp. À, anh mua cua đây mấy lần rồi anh? Đây lần đầu tiên nhưng mà đi mấy lần rồi mua không được. À. Qua nhà bà xã coi là bức xúc quá. À, thấy anh đó anh lên anh không làm như vậy nhưng mà người không có đạo đức, đạo đức giả. À. Hôm đến thì nói mà giúp đỡ nhưng mà hôm sau lại mang dao ra giết người ta, người đó không xài điện nên bức xúc quá, hôm nay nó đi sớm mua cho bằng được. À. Nhưng mà tưởng đâu hôm nay anh thấy anh mang ra mà anh có nói là một con một ký. Rồi khuyến mãi, thật sự những người như vậy cho cũng không ăn nữa, chứ đừng nói chị mua, đúng không? Đúng rồi. Mình đến đây mua là chẳng qua là ủng hộ dì ba thôi, chứ không phải là vì miếng ăn. Nhưng mà anh ấy, anh làm thái độ làm như là mình đây là cần cái miếng ăn của anh lắm hay sao mà phải mà khuyến mãi rồi mua một tặng một. Đấy là vậy. Qua bạn bức xúc như thế nào, bạn bức xúc là sao? Bức xúc lắm chứ, một con người mà anh nói mà không đâu ra đâu cả. Nói mà giúp đỡ gì ba mà không ngờ qua ngày sau lại mà đem cua ra mà bán cạnh tranh này mà để mà tạo cái thương hiệu của mình nữa, quảng bá thương hiệu của mình. Anh mua cua gì ba là mấy lần đây? Đây là lần đầu tiên. Dạ. À, còn mấy lần trước đi là không mua được hả anh? À, mấy lần trước đi không mua được. Anh thấy ông Hoàng ông ba ông bán cua cái bên này anh thấy sao? À, những người như vậy thì không được. À, anh ấy là coi như là đạo đức giả đó. Dạ. Ngày đầu tiên đến mà nói là ủng hộ dì ba giúp đỡ nhưng mà không ngờ qua ngày hôm sau lại ra cạnh tranh để mà cướp chén cơm của dì ba, đúng không? Tại dì ba đã già rồi, người ta đến đây mua là đâu phải người ta vì cái miếng ăn đâu, người ta chủ yếu là ủng hộ dì ba thôi là chính. Như vậy bây giờ ảnh thực sự ảnh có khuyến mãi, ảnh có giảm giá cỡ nào người ta cũng không mua đâu. Bây giờ ảnh có tối hôm qua ông Hoàng qua nhà gì dì ba? Hồi trước qua ông Hoàng qua nhà hồi sáng là sáng sớm là Quang hả? Qua nhà dì ba. Xin lỗi. À, vì nó lần nữa dì ba bỏ qua cho nó. À, là dì ba từ giờ tới nó không bán gì nữa, tại vì nó không nó nói là nó còn mới cua nó tính để bán, kêu dì ba bắt chùm mà dì ba không bán. À, thành ra nó không bán vậy đó. Một lần dì ba để cho nó mang hết đặng mà nó về. Nó không có lấy cua bắt gì đó, nó nói vậy. Nó nói nhiều cái chuyện hôm qua đó. Thì ba thông cảm con, đừng có giận con mà đừng có cái gì đó, con biết lỗi rồi. À, mà nó đúng danh đi, cắt tay nó xá nó nồng nụ với ba mình khóc. Dạ, khóc à? Đúng khóc luôn. À, nó là vậy thôi. Dạ, gì ba thầy thấy sao vậy ba? Ba mới nói vậy. Thì ba nói á, nếu mà con có bán á, thì con bán, gì ba đâu có nói gì đâu. Dạ. Mà theo như con bán, con nghĩ như thế nào? Người ta ở đây là người ta thương gì ba, người ta không phải vì cái đồng, không phải là cua không có, người ta muốn ăn ở đâu là không có, mà ta thương về tình thương thì ba giúp đỡ thì ba thôi, chứ không phải là người ta ai mà muốn ăn cua thương là thương tới ủng hộ gì ba đó, mà con làm như vậy thì nó đúng ra không được, kỳ lắm con ơi. Chú Hòa đó là ba nói vậy. Vậy thì ba có tha thứ cho chú Hòa không? Thì bây giờ thì người ta nói vậy mình làm sao mình cũng phải tha thứ nó đi. Vâng, hiếm có điểm bán cua nào mà sôi động như thế này các bạn. Một điểm bán cua vỉa hè. Rất là đông người.
Vâng, bây giờ thì hết cua thịt rồi các bạn, chỉ còn cua gạch thôi.